Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Lâm Gia. Và trên tay mình đây đang là ba sản phẩm được mua ở Shopee với giá chỉ 1.000 đồng. Đầu tiên đó là một cái đồng hồ, và giá hiện tại của nó đã lên hơn 300.000. Mình không biết trong đây cái đồng hồ nó sẽ như thế nào, nhưng mà đóng trong một cái hộp bé tí, rất là nhẹ. Trong đây là có một cái đồng hồ và một cổng dây chuyền. Bởi vì Shopee yêu cầu đặt trên một shop phải đạt mức 20.000 đồng thì mới đặt được đơn hàng đó, thì khi đó mình phải vô mua kèm một món. Và bịch này cũng vậy, nhìn shop rất là dễ thương, đây có ghi tên mình và hai cái trái tim. Và bịch này sẽ bao gồm một cái áo thun và một cái túi, thì hai cái món đó mình đặt là tới giá là 1.000, và mình đặt kèm thêm một đôi vớ với giá là hơn 20. Bây giờ mình sẽ đi đến cái hộp đồng hồ trước. Mình cũng khá là hồi hộp, không biết đồng hồ 300 mấy này nhìn sẽ như thế nào không. Một tờ phiếu bảo hành và một tờ giấy cảm ơn. Bỏ nó qua một bên. Và đây chính là cái đồng hồ. Nó không giống gì với cái đồng hồ mà mình đặt cả. Đây, các bạn có thể xem cái hình đồng hồ mình đặt và cái hình mà shop giao. Khá là thất vọng. Và trong đây không có luôn cả cọng dây chuyền. Mình đã bị shop này lừa mất rồi. Thực là đắng lòng. Tiếp theo đi đến bịch thứ hai. Mình hy vọng là bịch này không có bị như vậy. Và đây chính là tất cả sản phẩm của mình. Đầu tiên là một cái áo thun Adidas với giá 1.000. Các bạn có thể thấy thì áo này hiện tại thì giá là 90-120 tùy theo size. Nhìn chung cũng khá là ổn, không có bị như cái trước. Tiếp đó là một cái túi. Cái túi này mình đã chết lời giá thì giá lên tới 140.000. Mà nhìn giá, nhìn nó mình nghĩ chỉ có tầm 10.000, 20.000 thôi. Và tiếp đó là một đôi vớ. Đôi vớ này thì tới hơn 20.000. Đôi vớ này là mình để mình đặt kèm chung với lại hai món kia. Thì nhìn chung thì cái đơn sau cũng không có vấn đề gì, cũng khá là ổn. Còn cái đồng hồ này thì không giống đồng hồ như trong hình, và cũng không có luôn cọng dây chuyền mà mình đặt. Chắc mình phải đi kiện thôi. Mình xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.